Thời gian qua thì trong số các vụ tai nạn giao thông xảy ra, có những vụ là do nguyên nhân khách quan, nhưng cũng có không ít trường hợp là do người điều khiển phương tiện chủ quan nên đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Và mới đây tại tỉnh Bình Thuận lại xảy ra thêm một vụ tai nạn thương tâm do người điều khiển xe máy chủ quan khiến hai người thiệt mạng. Ghi nhanh của phóng viên chương trình về vụ tai nạn này. Vào tối ngày 1 tháng 9 vừa qua, anh Nguyễn Văn Thức, 28 tuổi, trú tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, điều khiển xe máy biển số 86B3-20346, chở vợ là chị Võ Thị Ngọc Diệu, 18 tuổi, từ xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, về xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Khi đi ngang qua mặt đập tràn cầu Đúc trên sông Cà Ti, do lúc này mực nước đang dâng cao tràn qua con đập, nên chiếc xe máy bị trượt bánh, cuốn hai vợ chồng và chiếc xe máy xuống sông. Do trời tối, khu vực đập lại vắng vẻ, nên đến khi người dân đi ngang qua phát hiện thì hai nạn nhân đã tử vong. Thưa quý vị, được biết đập cầu Đúc là đập tràn ngăn nước trên sông Cà Ti. Do khu vực này không có cầu bắc qua sông cho nên là người dân đã tận dụng mặt đập tràn này để qua lại bất chấp nguy hiểm. Đáng nói hơn là sau vụ tai nạn thương tâm trên, mặc dù ngành chức năng đã có biển báo song song nguy hiểm không được đi lại trên mặt đập, nhưng vẫn có nhiều người dân đi xe máy và đi bộ qua lại trên mặt đập trơn trượt này. Trước tình trạng trên thì thiết nghĩ cơ quan chức năng cần sớm làm rào chắn không cho người dân đi lại trên mặt đập, cũng như là về lâu dài cần xây cầu để đảm bảo cho bà con trong khu vực được đi lại thuận tiện, an toàn.